anh. Chào em. Dạ. Sao tóc bạc rồi? Miu nó lo người ta đòi nợ mà tóc nó bạc luôn. Suy nghĩ quá tóc bạc luôn. Trời rồi. Trời ơi, anh biết sao không? Sau cái số giọng ải giọng ai lần trước phát sóng, em bây giờ bị mọi người gọi là cô gái vàng trong làng cá độ nè. Bây giờ em lo lắng quá, em tạt tóc luôn, em thành bí mặt sầu luôn rồi. Này tâm sầu bạch phát rồi em. Dạ. Này em có lời gì muốn chia sẻ với anh Thành, với anh Giang không? Mong hai anh hãy thương xót cho em. Cái khoảng thời gian vừa qua thì em trả nợ cũng đã khá nhiều. À vậy hả? Dạ. Sao lúc mà em cá nợ thái độ em không như vậy? Dạ đâu có, hồi đó giờ em vẫn hiền dịu như vậy mà. Em muốn coi lại không? Mời quý vị và các bạn xem lại thái độ của Miu khi cá độ. Đó là như trường hợp số 2 này mà em thua đúng không? Dạ. Thì mỗi lần anh em mình gặp nhau trong các game show là anh muốn ăn gì là em phải mua. Ok. Từ đây cho tới cuối đời. Dạ. Trời ơi. Không lấy gì anh Giang. Vô ơi vô, đúng nhịp thôi. Ok ok, còn nếu như mà anh thua, ngược lại, anh phải mua đầm ở shop em cho vợ của anh từ đây cho đến cuối đời. Đó. Thấy chưa? Thôi bây giờ hai em muốn về đội với ai? Màu sắc này thì anh nghĩ là chắc Vi về với Thành, Miu về với Giang rồi quá. Lại gặp nhau, lại cá độ. Mời các em. Ồ ghê. Này ta kêu là quan gia ngõ hẹp á. Quan dạ. gia ngõ hẹp. Hình như lần lần trước Miu em cũng ngồi bên đây đúng không? Dạ y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn. Dạ. Cái lần trước cũng vậy đó. Hỏi thua. Sân khấu là thay vì lần này Tường Vi đòi hát lần trước là Sam. Nhưng mà ngày hôm nay có cá độ y chang như bữa không? Thôi nó sợ rồi. Cái độ kia là giờ vẫn chưa xong mà. Em có thấy ai mà cá mà bung nóc dùng chung mà chung cả đời. Chung cả đời tôi gọi là chung thân đó. Chung cả đời tôi gọi là chung thân đó. Thật ra cái cô này là cô nấu cơm cho cái tiệm đó. Nấu cơm thôi. Nhưng mà vấn đề là em nhìn thấy rằng bạn này hát hay không? Em thì nghĩ là bạn này hát cũng vui á. Vui. Giống Trấn Thành rồi. Rồi mời Mỹ Dung. Em không dám nói gì luôn á. Tại vì em lỡ phán đoán là bạn này hát hay mà mọi người nói bạn hát không hay nên thì bây giờ mình cá thôi. Cá thôi. Không biết sao mình nhìn mặt bạn này cái tự nhiên cảm giác là cái thần thái này là hát sẽ hay. Không, bạn này Jackie hình như đồng ý với em đó. Jackie đồng ý với chị không? Em cũng nghĩ là bạn này hát được. Tại lúc em nhìn em thấy cái khẩu hình mở như chắc là có học. Bình thường hát không hay thì cái khẩu hình cũng mở được nè. À, đó. Không, bình thường thì nếu như mình không học thì mình sẽ mở ngang. Còn nếu như mình học thì mình sẽ mở dọc. À. Như vậy là em đồng ý với Miu, bạn hát hay. Vậy thì Miu em tự tin chưa? Cả nè. Trời ơi, chương trình sao á, mọi người sao cứ xét kèo gì ở chương trình hoài vậy? Em phải làm sao để gìn giữ được cái danh xưng là cô gái vàng trong làng cá độ mà mọi người đã dành cho em. Đúng. Các bạn ủng hộ Miu không? Được. Bây giờ em sẽ cùng với chị. Em chung kèo với chị không? Cùng hai chị em mình cùng một hè hội ha. Hát hay. Hát hay. Dạ. Sao Giang? Em hay. Muốn gầy độ không? Ba ly sinh tố nè. Ba ly sinh tố. Có ba ly sinh tố thôi hả? Mình kèo từ thấp tới cao chứ. Cái kèo kia tôi đang ngon quá, tôi đâu có ngu gì mà tôi phá kèo kia. Anh xin có cái với bên em không? A ly, bên kia nó cái sinh tố mình cái gì? Em nghĩ là A mà đi. Nếu mà bạn này hát hay á thì mình phải trả hả? Thế thôi, dạ thôi, không. Em muốn đuổi nó về kia. Em không thích thằng này, em có mê đó. Thôi bây giờ nè, bình tĩnh thôi. Không có thể làm bên đôi em. Ba ly sinh tố đi. Ba ly sinh tố rồi. Mới bạn đầu tiên thôi mà. Đền cho chị ba ly sinh tố quá. Em biết chị tin tưởng cho em. Em tên gì? Dạ em là Tú Uyên ạ. Em xin kính chào. Tú Uyên. Tú Uyên. Tú Uyên ạ. Tú Uyên. Đang học, đang làm gì nè? Dạ em đang đi hát ạ. Dạ em đang đi hát ạ. Vi, em nhìn thấy bạn này giống một người nào quen cũ của em không? Ai? Nhan Phúc Vinh hả? Ủa sao không phải? Không phải Thành ơi. Ý là
làm sao mà giống anh Vinh được? Giống ai biết không? Nhưng mà sao phản ứng mạnh giống như vậy? Giống người quen cũ của em đó. Ai vậy anh? À, em biết anh nghĩ nó ai rồi. Là ai vậy? Bạn kia kìa. Bạn kia là bạn nào? MC Quang Bảo á hả? Thì đó, đúng rồi, nhìn cũng giống Quang Bảo. Dạ. Giống Quang Bảo. Giống cái tướng giống Quang Bảo. Tôi không cần biết bạn này giống ai, mà tôi biết bạn này hát không hay. Hát hay. Mình mới vô cá lớn lên cho anh. Bây giờ nè, mình còn cái kèo lần trước với nhau, anh nhớ không? Kèo lần trước coi như điểm đó, không dính vô. Không, bây giờ ba là kinh tố là câu số 1 rồi đúng không? Giờ cái câu số 7 nè. Hai con vịt quay tiêu. Kèo gì nhẹ nhàng quá à. Nếu như mà em thắng thì phá kèo lần trước đi. Trời ơi, anh cũng gần 40 tuổi rồi. Gần 40 tuổi rồi. Cái kèo không có gì xóa, lại lập thêm, lập không có gì xóa. Nhưng mà em nghĩ bạn này hay đó. Không hay. Mà rồi. Cái khâu đồ cúng mình kia quá. Lấy cái kinh nghiệm nước mía của em nha, em phân tích ông này nãy giờ ông đi mua đồ, ông rất là duyên dáng nha. Đó, ăn hộp gà đó thấy không? Đó. Hộp gà rồi uống chai nước ép đó. Uống xong vẫn duyên luôn. Ông wow, cái mặt ông cũng duyên nữa. Đó, duyên vậy là ca dở rồi còn gì nữa. Không, nếu mà ông mua dây chuyền hồi nãy giờ, ông là người của ekip luôn anh. Người nhà của bà Ngân đó. Bán bà Ngân biên tập. Chương trình dành cho khán giả mà đưa người nhà vô à? Loại. Đừng tập quen cách sống quần quanh, chỉ lòng tự yêu thương không kém. Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe, thì xin hãy cho anh dừng lại, bỏ đằng sau cả khoảng trời ngây dài. Mi Du vàng ra em. Yeah, trời ơi, Mi Du ơi. Cảm ơn anh. Em là lần đầu tiên em thắng độ trong chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi. Em có coi tập trước Mi Du chơi không? Ok, sao có, vậy? Không sao khóc dữ vậy? Sao mặt xàm dữ vậy? Tội nghiệp em. Em buồn dữ lắm. Sao buồn? Em đâu có nói. Buồn gì? Loại em ngay từ cái dọc đầu tiên. Loại em bé sớm quá nó buồn nó khóc. Ủa? Không phải đội em loại, đội bên anh xin loại. Bên đây loại em. Nhưng mà bán cái xịt mũi vậy bên giờ. Em. À. Yeah. Thì đúng rồi, còn gì đó bên em loại, tao còn gì nữa. Ai em là người duy nhất nghĩ ai là bạn này hay, hay mà làm mặt xàm quá anh chị ta tưởng hề. Dạ tại vì cái lý do cái mặt em xàm là em làm diễn viên. Đó, diễn viên. Diễn viên ở đâu? Dạ em đang theo học trong trường. Năm mấy rồi em? Dạ em năm 3. Không học, trốn học. Không lo học. Không lo học anh. Tới đây làm tôi mất mặt. Trốn đây làm mất mặt anh. Sao? Nhưng mà gỡ gạt lại được hình ảnh của em. Anh biết ngày hôm nay em đến chương trình á là ba mẹ em căn dặn rất là kỹ. Phải dặn sao? Mở mặt bà con dòng họ. Khoan, bây giờ thế này. Theo luật chơi thì Trường Giang phải đền cho Mi Du ba con vịt. Đúng. Tôi nhớ là trước đây hình như là Trường Giang với Mi Du có một cái kèo là Trường Giang muốn ăn gì Mi Du cũng phải mua đúng không? Từ đây tới cuối đời là cái kèo trước. Và tôi không dính đến cái kèo này. Kèo này tôi thua ba con vịt. Đúng không? Đúng. Đúng. Cái gì thua là phải chịu. Nhưng mà bữa nay tôi chưa yêu cầu gì. À, hôm nay Trường Giang muốn yêu cầu Mi Du mua cho mình ăn cái gì? Ba con vịt. Ôi trời. Cuối cùng là cũng phải mua. Đơn giản thôi. Tôi yêu cầu ba con vịt. Để tôi lấy ba con vịt, tôi chung cho ba con vịt. Em tự chung kèo em. Em tự chung kèo. Dù mà dù em là mạnh thường quân của chương trình. Trời ơi, cha mẹ hãnh diện vì em lắm em ơi. Em tới đây lại cả đoàn ăn. Dạ, dạ, bữa nay ba mẹ nói tới chương trình lấy lại mặt mũi vẫn chưa lấy được. Như ý kiến cũ, vòng đầu tiên, giỡn không hay. Em thấy sao? Em nghĩ là bạn này hát hay. Vậy thì em hay luôn, để nó khỏi gài đồ em. Sao anh biết là em sắp gài đồ anh? Cả anh nhìn mắt em là anh biết em muốn gì mà. Vậy thôi em nghĩ bạn này hát không hay. Ờ vậy hát không hay đâu. Uống kỳ vậy. Để khó bị gài đồ. Chứ anh ngược cũng có bị gài đồ. Giang ơi, bây giờ cho dù có gà để chăng nữa thì người chung đồ cũng có phải là em đâu. Em nghĩ cậu gài hay không hay? Bây giờ anh cho anh chọn trước luôn. Anh thì 50-50 đó. Trời ơi, 50-50 sao cá. Chắc cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo sao. Nếu như hát hay mình vẫn làm được mặt đó là bạn này diễn cũng giỏi. Thì mình cá ăn cái cho nó bớt phân dân đi nè. Mi Du giờ nó khao khát cá độ quá rồi. Cờ bạc dễ sợ. Cô gái vàng trong làng cá độ là em đúng thiệt. Dạ em phải gỡ lại cái kèo của em chứ anh. Hôm bữa em lỡ lầm
trọn đời luôn anh. Bây giờ em phải xài lại một gói trọn đời khác. Thôi chi Ly Du ơi, rồi lúc đó em có phải cả đời mời Trường Giang ăn, rồi Trường Giang cả đời mời em chứ vậy. Đó, giờ mình gầy cái độ, nếu như mà em thắng á thì bỏ cái vụ lần trước vậy thôi. À, được không anh? Không. Ôi dạ. Kèo mới, kèo mới. Chứng tỏ là anh không có tự tin vào cái phán đoán của mình. Không phải là không tự tin mà tao không có ngu. Đúng rồi, chính xác. Kèo đáng thơm phức đi bỏ. Trời ơi trời, tự nhiên em là dính án chung thân với người ta mà tự nhiên em biếu tao bỏ. Anh Nghĩa có cách nào cứu em không? Anh là cũng bó tay em ơi. Jackie, kiến em sao? Em cũng nghĩ giống anh Giang là anh ở đây. Dạ anh chị em này Miu. Dạ. Gà anh Chiki đi. Để làm sao mà nó thu em suốt đời đi. Mỗi lần chung trong Giang em kêu nó chung cho em, hiểu chưa? Đây nè, vì em gài đây y chang cái kèo của anh với em. Dạ, dạ. Cho nên mỗi lần anh Giang đấy, vô ăn gì đấy là em gọi đây ship qua. Một, em sẽ là con nợ suốt đời của Trường Giang. Hai, em với Trường Giang sẽ cùng là chủ nợ. Trời ơi, một anh cả ngã về không là chơi không? Vàng đeo đỏ người có gì đâu mà sợ anh. Bởi vậy nãy chị Vàng rất lột đột hai ba lần. Sợ gì đó cái này. Jackie nói hát hay đúng không? Thì chị hát không hay thôi. Giờ chị với Jackie lập kèo. Chơi luôn Jackie. Ok. 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 Yeah. Yeah. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có thêm một cái kèo rất thơm mà không phải diễn ra giữa Trường Giang nữa, bởi vì Trường Giang ôm cái kèo kỳ nhất quyết không nhã. Đúng vậy. Jackie bị một cái người phụ nữ từng trải, đã từng thua sắp ngửa trong chương trình này, gây độ tính cấn nợ xấu qua cho Jackie. Jackie nghĩ rằng bạn này hát hay. Miu ngược lại nói rằng hát không hay. Không hay. Nếu Miu thắng thì Jackie sẽ cung cấp đồ ăn bất cứ khi nào Miu đói. Và thường thì Miu sẽ dành cái điều đó cấn qua cho Trường Giang. Ngược lại, nếu Jackie em mà thắng cái kèo này, em muốn ăn cái gì đi quay đâu gặp Miu, chị Du em muốn ăn cái này, em muốn cái kia là Miu sẽ mang tới cho em. À. Bé nó có vẻ tỉnh lại, nãy giờ thấy hơi buồn ngủ. Ba anh em mà đi quay chung một chương trình như bữa nay, một mình Miu bao hết cả hai. Đó. Không, lỡ em thắng đó anh. Cái đó khó lắm em. Em cũng thấy vậy đó. Anh đã diễn bạch chưa Tiên Kỳ? Rồi, rồi. Tiên Kỳ. Bạch. Bạch nè, bạch. Em nghe gì không? Em nghe gì không? Em nghe gì không? Đừng ngạt mưa đang ngồi bên. Anh mong thấy từng ngày mà non thường chiếc bóng. Chúc mừng chị. Lời cô đơn nếu mình nghe nhau trong ngạt mưa, nghe tiếng khá mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không? Hey em. Ao giới thiệu cho anh nghe xem em là ai. Dạ em tên Chiến ạ. Năm nay em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên cho thuê trang phục biểu diễn văn nghệ. Viên cho thuê trang phục biểu diễn. Ơi, vì anh thương em. Thứ ba con dịch quay. Không, đâu phải ba con. Nhiều. Nhưng mà hôm nay. À, hôm nay là ba con dịch quay nha chị. Trời, Miu vợ mặt sáng rỡ luôn. Trời ơi, hạnh phúc, hạnh phúc. Em hạnh phúc mà gọi là hạnh phúc không thể nào kiềm chế được luôn á. Em phán tờ xấu thành công. Còn ba, bốn người nữa đấy. Bây giờ anh trả đổi với em. Miu thua Trường Giang. Sao dạ. Miu nó cấn của bên Jackie. Giờ Jackie nó dụ tới mía công tử. Dụ tới nước mía rồi. Mía công tử bán nước mía nhưng mà mía công tử không ngu nha. Không chơi.